Hallelujah, chúng con xin ngợi khen Chúa. Hallelujah, chúng con xin tạ ơn Ngài. Hallelujah, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơi. Hồng ơn Chúa bao la, hồng ơn Chúa bao la, từng ngày qua tuôn đổ luôn tràn hòa trên sứ đạo chúng ta. Đoàn con Chúa hôm nay cùng nhau đến nơi đây, cùng ca vang trong niềm biết ơn vô vàn, muôn hồng ơn Chúa thương ban. Con xin ngợi khen Chúa. Hallelujah, chúng con xin tạ ơn Ngài. Hallelujah, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Hồng ơn Chúa thương ban đầy dư khắp dương gian, tựa như mưa tuôn đổ cho nhân trần, luôn thấm nhuần phúc ơn. Hiệp nhất yêu thương, đoàn con cái muôn phương cùng chung xây sự đạo lớn thêm từng ngày trong tình yêu Chúa không phai. Hallelujah, chúng con xin ngợi khen Chúa. Hallelujah, chúng con xin tạ ơn Ngài. Hallelujah, chúng con xin dâng sự đạo. Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Hồng ơn Chúa bao la, hồng ơn Chúa bao la, từng ngày qua tuôn đổ luôn tràn hòa trên sứ đạo chúng ta. Đoàn con Chúa hôm nay cùng nhau đến nơi đây, cùng ca vang trong niềm biết ơn vô vàn, muôn hồng ân Chúa thương ban. Hallelujah, chúng con xin ngợi khen Chúa. Hallelujah, chúng con xin tạ ơn. Ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Hallelujah, chúng con xin ngợi khen Chúa. Hallelujah, chúng con xin tạ ơn Ngài. Hallelujah, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Hallelujah, chúng con xin ngợi khen Chúa. Hallelujah, chúng con xin tạ ơn Ngài. Hallelujah, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Hallelujah, chúng con xin ngợi khen Chúa. Hallelujah, chúng con xin tạ ơn Ngài. Hallelujah, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Hallelujah, chúng con xin ngợi khen Chúa. Hallelujah, chúng con xin tạ ơn Ngài. Hallelujah, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Thank you.
Gia đình giáo xứ Cổ Liêu chúng con vui mừng hân hoan chào đón Đức Tổng Giuse kính yêu của chúng con. Hân hoan đoàn con vui mừng đón Đức Cha, cảm tạ hồng ân của Chúa bao la. Hân hoan đoàn con vui mừng Cha đã tới, ban sức sống mới cho đoàn chúng con. Hân hoan đoàn con vui mừng đón Đức Cha, cảm tạ hồng ân của Chúa bao la. Hân hoan đoàn con chào mừng ngày Cha đã tới, thêm sương sống mới cho đoàn chúng con. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Đức Tổng kính yêu của chúng ta. Hân hoan đoàn con vui mừng đón Đức Cha, cảm tạ hồng ân của Chúa bao la. Hân hoan đoàn con mừng ngày Cha đã tới, thêm sức sống mới cho đoàn chúng con. Hân hoan đoàn con vui mừng đón Đức Cha, cảm tạ hồng ân của Chúa bao la. Hân hoan đoàn con mừng ngày Cha đã tới, thêm sức sống mới cho đoàn chúng con. Xin cộng đoàn chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào đón Đức Tổng kính yêu của chúng ta. Giờ đây con kính mời cộng đoàn chúng ta ổn định, giữ thinh lặng để cùng cầu nguyện cho vị Cha Trung kính yêu của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, lạy Cha chúng con ở trời chúng con nguyện danh Cha cả sang đến chỉ đến y Cha thể hiện. Xin Cha chúng con hôm nay được thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xa chưa cam dỗ cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, sinh bởi bà Maria đồng trinh chiêu nan đời quan phong si ô phi la tô chiêu đóng đánh trên cây thánh giá xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh các thánh thần công, tôi tin phép tha tội. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa và đã chọn các tông đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúng con xin phó thác cho Chúa người kế vị các thánh tông đồ là Đức Tổng Giám mục Giuse mà Chúa đã đặt làm giám mục chúng con. Xin ban cho người thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện để người lãnh đạo hội thánh chúng con. Nhờ đó, trong thế giới hôm nay, hội thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mọi người ngồi. Kính thưa cha xứ, kính thưa cha phó, kính thưa quý cha quê hương, kính thưa quý sơ, kính thưa hội đồng mục vụ giáo xứ, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Trong niềm vui mừng của mùa phục sinh, hôm nay tôi hân hạnh được đến giáo xứ Cổ Liêu của chúng ta. Trước hết tôi xin kính chào quý cha, quý sơ, kính chào quý ông bà và anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, ôn lại lịch sử, chúng ta thấy Cộng đoàn Bộ Giáo xứ Cổ Liêu là một cộng đoàn tuy nhỏ nhưng mà được các đấng các bậc yêu thương. Ở trong Tổng giáo phận Hà Nội, giáo xứ của chúng ta mang một cái tên rất đặc biệt, một cái tên gắn liền với một vị giám mục truyền giáo, một vị giám mục mà đã chấp nhận nhiều đau khổ, đó là Đức Cha Lương To, mà tên Việt Nam chúng ta gọi là Cổ Liêu, cho nên là giáo xứ của chúng ta mang tên Cổ Liêu. Theo như tôi được biết, đó là tên của nhà truyền giáo vị thừa sai, vị giám mục này. Cho nên đây là một cái tên rất là có ý nghĩa, và chắc hẳn nơi đây được Cổ Liêu là Đức Giám mục Rơ To yêu thương một cách rất là đặc biệt, cho nên giáo xứ của chúng ta mang tên của người. Vị giám mục này đã chấp nhận bao nhiêu gian khó trong thời cấn đạo, cho nên Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã viết một cuốn sách về Ngài và gọi Ngài là vị giám mục của Thánh Giá, bởi vì suốt đời của Ngài gian nan vất vả. Tôi nghĩ nơi đây cũng là một nơi mà được các đấng các bậc yêu thương, cho nên là năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm ngôi nhà của Đức Cha Sandro Đông, là Đức Cha lập chủ viện Hoàng Nguyên. Chắc hẳn nơi này là một nơi rất là thân thiện, là một nơi mà mến khách, địa linh nhân kiệt, cho nên được các đấng yêu thương một cách đặc biệt. Và nơi đây cũng là nơi có nhiều linh mục và nhiều tu sĩ. Chính vì thế, đến với giáo xứ Cổ Liêu hôm nay, tôi vừa tỏ lòng mến mộ khâm phục, đồng thời cũng nói lên giá trị, vị trí quan trọng của giáo xứ chúng ta trong lịch sử của Tổng giáo phận Hà Nội. Tôi cảm ơn cha xứ và cộng đoàn đã dành cho tôi sự đón tiếp rất thân tình và nồng hậu. Sự đón tiếp ấy nói lên tâm tình gắn bó đối với Tổng giáo phận Hà Nội. Về đến Cổ Liêu, tôi cảm thấy mình được ấm lòng trước cả niềm vui mừng và sự đón tiếp của cha xứ cũng như của mọi người. Tôi xin một lần nữa trân trọng kính chào và xin cảm ơn. Chúng ta cùng chuẩn bị để lát nữa bước vào thánh lễ.
Con xin kính mời Đức Đức Giuse, Đức Cha Giuse, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an tọa. Giờ đây, con xin trân trọng kính mời cha Gioan lên đọc văn thư quyết định chia tách và thành giáo xứ Cổ Liêu. Con xin trân trọng kính mời cha. Tổng giáo phận Hà Nội quyết định chia tách và thành lập giáo xứ mới. Căn cứ vào giáo luật điều 512 triệt 2 liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của giám mục giáo phận trong việc thiết lập và chia tách giáo xứ. Căn cứ vào đơn xin đề nghị ngày 17 tháng 6 năm 2021 của cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, chính xứ Hoàng Nguyên. Căn cứ vào nhu cầu thiêng liêng và mục vụ tại cộng đoàn tín hữu giáo họ Cổ Liêu, Đạo Nguyên và Khai Thái. Sau khi đã bàn hỏi với các linh mục và tham khảo ý kiến của các cha xứ có liên hệ, nay tôi quyết định chia tách các giáo họ Cổ Liêu, Đạo Nguyên và Khai Thái khỏi giáo xứ Hoàng Nguyên, thành lập giáo xứ mới với tên gọi là giáo xứ Cổ Liêu, giáo hạt Phú Xuyên. Địa bàn hành chính giáo xứ Cổ Liêu bao gồm xã Quang Lãng, thôn Khai Thái, xã Khai Thái, xóm Hồng Thái, xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Giáo xứ Cổ Liêu tôn nhận Thánh Giuse làm quan thầy, mừng lễ vào ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch và chầu lượt thay mặt địa phận vào Chúa Nhật thứ nhất tháng 5 hàng năm. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse, xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ mới được hiệp nhất, thánh thiện và bình an. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội ấn ký. Xin kính mời Đức Tổng Đức Cha Giuse và quý cha cùng toàn thể cộng đoàn đứng để bắt đầu ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
của Chúa ở cùng anh chị em. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Kính thưa Cha Hoàng Hàn, kính thưa quý cha, quý sơ, kính thưa Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Lịch sử một cộng đoàn đức tin cũng là lịch sử của một phần giáo hội. Lịch sử của cộng đoàn giáo xứ Cổ Liêu đã trải qua những bước thăng trầm. Hơn một thế kỷ, chúng ta cùng nhau nhìn lại tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa làm cho chúng ta. Chính vì vậy, lịch sử giáo hội cũng là lịch sử ghi lại những kỳ công mà Thiên Chúa thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót của Người đối với những ai tin tưởng, gắn bó và tín thác nơi Chúa. Hôm nay tại ngôi nhà thờ hơn trăm tuổi này, chúng ta cùng hợp nhau để dâng lời vinh Thiên Chúa, vì trải dài suốt bề dày lịch sử, Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Tình thương ấy được thể hiện qua các đấng, các bậc, các vị giám mục, các linh mục, quý vị ân nhân, nam nữ tu sĩ. Và tình yêu thương ấy cũng thể hiện qua những điều phong kiên cường của cộng đoàn giáo xứ Cổ Liêu. Trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta vui mừng đón tiếp Đức Cha Giuse là người con ưu tú của giáo xứ Cổ Liêu, là Đức Cha giám mục giáo phận Đà Nẵng. Chúng ta cùng chào người bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Hôm nay cũng có sự hiện diện của quý cha, quý tú sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là quý cha Bản Hương, hiện đang làm việc tại phận cũng như làm việc ở nhiều nơi khác trên quê hương đất nước Việt Nam. Hôm nay các ngài cũng tụ hội về đây để chung lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa về những kỳ công Chúa đã làm, đồng thời cầu nguyện cho giáo xứ của chúng ta được thăng tiến và phát triển. Việc thiết lập một giáo họ thành một giáo xứ vừa đánh dấu sự phát triển của cộng đoàn đức tin, vừa là kỳ vọng trong tương lượng chuyển giáo nơi nó thành phần dân Chúa tại cộng đoàn thân thương này. Trở thành giáo xứ, chúng ta có sứ sầu hộ loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Chúng ta có trách nhiệm từng bước trưởng thành trong đời sống đức tin. Trong thánh lễ này, chúng ta tưởng nhớ đến các bậc quý Đức Cha đã yêu thương giáo xứ này: Đức Cha Roto Liêu, vị giám mục của Thánh Giá; Đức Cha Giăng Rô Đông, các đấng giám mục; Đức Cha Giuse Maria Trịnh Chí Quê; Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn; Đức Hồng Y Giuse Solo Phạm Bình Tùng, và đấng yêu thương giáo xứ giáo họ của chúng ta. Trong thánh lễ này, chúng ta hiệp thông với tất cả các đấng ấy, và chúng ta kéo quá khứ trở về với hiện tại để dâng lời tạ ơn và cầu xin cho giáo xứ được bình an. Chúng ta cùng bước vào mùa hồ trước hết với tâm tình khiêm tốn để nài xin lòng thương xót Chúa ban cho chúng ta tâm tha thứ và bình an. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn lời đồng chính, ta thiên thần, ta thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi, cho bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thank you.
Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn lại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí Linh Hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm
hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh lạy Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã tuân giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Hầu những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy mến yêu nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, vinh lòng lời khen Chúa. Xin mời cộng đoàn tiếp tục đứng. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta vừa lắng nghe lời Chúa qua ba bài sách: Các Vua, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê và tin mừng của Thánh Gioan. Nếu chúng ta cảm nhận lời Chúa xuyên qua các bài đọc cho chúng ta một cảm giác thật hạnh phúc, bâng khuâng, bởi trong sách Các Vua, Solomon đã thốt lên một lời nguyện thật đẹp, lời nguyện cho dân của Chúa, để dân tiếp tục được bước đi trong chương trình của tình thương Chúa, để sống cho xứng đáng với những gì Thiên Chúa đã trao tặng, kỳ vọng và mời gọi, để luôn được hưởng lòng thương xót của Chúa
trong dân riêng được tuyển chọn của Ngài. Chắc chắn hành trình của dân Chúa qua Môi-se đã từng là một hành trình của ơn phúc, của niềm vui và hy vọng, nhưng không thiếu lầm lỗi, khiếm khuyết, nổi giận và kể cả trách móc, và nhiều khi xem ra như phản lại giá trị của lời mời gọi của Chúa. Nhưng trên tất cả vẫn là dân được các đấng chăn dẫn, để qua các vị tổ phụ, các tiên tri, các người hướng dẫn mà dân vẫn luôn được bước đi trong chương trình của Chúa. Giờ đây, một vị vua khôn ngoan hiểu biết trong đầu đời vua của mình đã luôn bước đi trong hành trình lời mời gọi của Chúa để chúc tụng, ngợi khen và xin Chúa ban muôn ơn lành trên dân và mời gọi dân hãy bước đi trong đường lối của Chúa. Bài tin mừng chúng ta đã nghe nhiều lần, mỗi lần nghe lại chúng ta lại cảm động, cảm thấy tình thương Chúa trọn vẹn nơi cuộc đời chúng ta. Hãy ở lại trong Thầy, hãy ở lại trong tình thương của Thầy, hãy ở lại. Ba lần động từ hãy ở lại vang lên để nói lên một dấu chỉ ân cần, mời gọi, yêu thương với lời hứa phúc lành của Chúa. Ở lại trong đức tin, ở lại trong tình mến, ở lại trong hy vọng, ở lại kể cả khi những lúc gặp thử thách gian nan, bởi vì Thầy luôn ở cùng anh em. Không chỉ là sự ở lại mà Ngài mời gọi chúng ta hãy bước đi trong chương trình của Ngài. Đó chính là giá trị của tình yêu lớn nhất. Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu. Và như vậy, chúng ta không còn gọi được gọi là tôi tớ, mà giờ đây trở nên bạn hữu với Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa ngôi lời nhập thể, và được gọi là Abba, lạy Cha chúng con ở trên trời. Ngày hôm nay, khi cộng đồng dân Chúa hiện diện đông đảo tại Tân Giáo xứ Cổ Liêu, chúng ta cảm nhận một hành trình đức tin, một hành trình của những khó khăn, thử thách, nhưng một hành trình ơn phúc của những cố gắng của tổ tiên ông bà, của các đấng bậc mà chúng ta cảm nhận hôm nay. Chắc chắn qua trước khi thánh lễ, vị đọc lược sử giáo xứ cho chúng ta thấy đọc lại những ký ức thật đẹp. Nếu nhìn vào, chúng ta có thể phân ra làm bốn tư tưởng của lịch sử Tân Giáo xứ Cổ Liêu. Trước hết, hành trình đón nhận đức tin. Thứ hai, được đổi tên bởi một vị giám mục mà Đức Tổng Giuse của chúng ta gọi là vị giám mục của thập giá. Tư tưởng thứ ba, đó là những công trình được xây dựng. Và tư tưởng thứ bốn, bổn mạng Thánh Giuse Lao Công. Khi lược lại lịch sử của giáo xứ Cổ Liêu, chúng ta thấy một điều kỳ lạ. Từ 300 năm trước, đã có những vị thừa sai bước chân trên mảnh đất này. Nơi đó lại in cả dấu ấn của Đức Cha Pierre de Lamotte, mà giờ đây Hội đồng Giám mục đang làm hồ sơ để xin tòa thánh phong chân phước. Những vị mục tử đầy can đảm, mạnh mẽ, khôn ngoan, nhiệt thành đã ghi dấu ấn trên miền đất này. Có thể công trình Ngài để lại chúng ta không thấy, nhưng lại là sự hạt giống âm thầm của đức tin đã lan tỏa. Mà hồi đó chúng ta được gọi là làng khéo thuộc Hưng Yên. Thế mà sau một thời gian với ơn của Chúa, với sự khó khăn thử thách, từ một làng không công giáo mà 2/3 đã là người công giáo. Chính thời gian sau, Đức Cha
Pierre-André Retortillon mà Đức Tổng đã nhắc tới hai lần trong sáng nay, đó là vị giám mục của thập giá. Khi Ngài đến thăm miền đất này, trong lúc đi kinh lý, thì bà con giáo dân của làng Khéo đã ra đón Ngài bằng tâm tình của đức tin, bằng niềm tín thác, yêu mến vị chủ chăn, và hơn thế nữa, bày tỏ sự can đảm của đời sống đạo mà Ngài đã yêu thương rất đặc biệt, đến mức mà Ngài đã nhận chúng ta là con thiêng liêng của Ngài và quyết định đổi tên làng Khéo trở thành Cố Liêu. Chắc chắn chúng ta đều biết, trước đây các vị thừa sai Pháp được gọi là các cố, còn các linh mục Việt Nam gọi là các cụ. Và vì vậy, Cố Liêu đã được trở thành một tên mới của làng của chúng ta, và sau này thành là Cổ Liêu. Một hành trình thật kỳ lạ, một hành trình đức tin, một hành trình của dấu ấn đức tin nơi vị Pierre Lambert de Lamotte, dấu ấn của tình yêu nơi vị Pierre-André Retortillon, và người có thể nói đem lại sự phát triển của giáo xứ này, của giáo họ này, chính là Đức cha Pierre Maria Đông. Chắc chắn chúng ta thấy thật kỳ lạ, cả ba vị giám mục người Pháp ghi dấu ấn trên miền đất này đều có tên thánh là Phêrô Pierre de Lamotte, Pierre-André Retortillon và Pierre Maria. Năm 1916, ngôi thánh đường theo kiểu Gothic này đã được dựng nên để thay thế cho những ngôi nhà thờ cũ và mang dấu ấn của một thời đại mới, của một giá trị văn hóa tôn giáo rất đặc trưng, và ngôi nhà thờ đó hiện diện sống động trên mảnh đất này cho đến ngày hôm nay, để nói lên một hành trình đức tin, một hành trình ân phúc, một hành trình của những giá trị đạo đức. 106 năm ngôi nhà thờ được Đức cha Pierre Maria Đông làm phép, và chỉ sau 6 năm thì năm 1921 thì căn nhà phòng đã được thành lập, đã được gọi là xây dựng, và chúng ta thấy năm 2021 kỷ niệm 100 năm ngôi nhà phòng vẫn mang dấu ấn đặc biệt của Pháp cho đến ngày hôm nay. Vì tình trạng Covid mà năm đó chúng ta không thể mừng được, nhưng thật kỳ lạ, ngày mừng lại trong tấm thiệp mà chúng ta để lại là ngày vui mừng khi giáo họ được nâng lên thành giáo xứ. Đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã nhắc tới các vị tiền bối đã chăm sóc, hướng dẫn đức tin và tình thương của niềm hy vọng nơi giáo xứ này. Đức cha Pierre-André Retortillon, Đức cha Pierre Maria Đông, người đã khuyến khích, khích lệ và chính Ngài làm phép ngôi nhà thờ và nhà phòng này. Rồi Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, và ngày hôm nay Đức đương nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội. Tình thương lan tỏa, nhưng điều quan trọng không chỉ là những giá trị của tình thương, mà chúng ta cảm nhận điều gì để Đức Tổng có thể ngày 18 tháng 11 năm 2021 vừa qua nâng giáo họ Cổ Liêu trở thành tân giáo xứ Cổ Liêu, và ngày hôm nay được công bố cho toàn thể dân Chúa, để từ ngày hôm nay một giáo xứ hiện diện sống động và lan tỏa giá trị đức tin và lan tỏa sứ mệnh truyền giáo nơi hội thánh hôm nay. Tư tưởng thứ tư đó là Thánh Giuse đấng bảo trợ nhà thờ. Khi đọc lại tiểu sử, chúng ta rất ngạc nhiên, bởi vì tượng Thánh Giuse đó
lại của nhà chàng Hoàng Nguyên. Sau khi có những sự thay đổi thì định đưa bức tượng trở về nhà chàng, nhưng cũng ở trong bản lịch sử thấy có một điều thật kỳ lạ. Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng cho biết khi chuyển đổi tượng như vậy thì gặp những khó khăn, thử thách và kể cả tình trạng lộn xộn, nên bức tượng lại quay trở lại và giờ đây trở nên đền thánh Giuse của tân giáo xứ cổ Lưu. Với văn bản quyết định có nói rõ bổn mạng giáo xứ là thánh Giuse Thợ ngày 1 tháng 5 hàng năm, để cho chúng ta thấy một hành trình đức tin, một hành trình cuộc đời, hành trình đó mời gọi chúng ta phải sống thế nào để có thể sống cho xứng đáng với những kỳ vọng của các đấng bậc, của tổ tiên ông bà và của đấng chủ chăn đương nhiệm trong sự nâng lên thành một giáo xứ. Chúng ta lắng nghe lại lời Chúa hôm nay qua thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôsê. Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa để mà chấp nhận, quảng đại, khiêm hạ, tha thứ, chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau và đồng hành với nhau, để trong khiêm hạ và thể hiện giá trị đạo đức đó mà chúng ta đem lại một đời sống thật tốt đẹp trong hành trình sống ơn gọi của mình. Giáo xứ chúng ta ngày hôm nay rất phát triển về nhiều phương diện, kể cả về phương diện kinh tế. Nhưng bất kể ngành nghề nào trong cuộc đời này không thể không thiếu những ganh đua. Nhưng nếu những ganh đua để giúp nhau phát triển thì hướng tới cái thiện, cái đỡ nâng, sự đồng hành, yêu thương. Nhưng nếu chỉ nghĩ tới ganh đua để giành giật thị trường, giành giật nhau, giành giật chỗ đứng của nhau, giành giật lợi nhuận cho nhau, thì không cẩn thận sẽ phá đi những giá trị quan trọng nhất của cuộc đời mình. Đó là xây dựng một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn đức ái, một cộng đoàn yêu thương. Như lời mời gọi của Chúa, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Vậy chúng ta đã dám sống tình yêu đó chưa? Hay cũng có những lúc chúng ta cảm nhận được rằng vì vật chất, vì những tính toán cá nhân mà giá trị tình yêu đó như vượt thoát ra khỏi con tim và cuộc đời mình. Ngày hôm nay, trong ngày của niềm vui, bình an và niềm hy vọng mới, hãy để hạnh phúc, phúc lành của Chúa hiện diện trong mỗi thành phần dân Chúa của giáo xứ cổ Lưu, để chúng ta cũng vẫn thường hãnh diện trong từ xuất phát từ nơi đây đã có giám mục, đã có các linh mục, đã có các tu sĩ nam nữ chủng sinh đã đang tiếp tục hoạt động trên miền đất của Chúa, ở nơi này hay nơi khác, hay ngay trong chính tổng giáo phận Hà Nội. Được điều đó, cảm điều đó là một niềm vui, là bình an, là hy vọng. Nhưng để sống điều đó và tiếp tục trở thành một giáo xứ, nơi đó vẫn là vườn ươm của ơn gọi, vườn ươm của những giá trị đức tin, thì phải còn là vườn ươm của những giá trị tình yêu con người và vườn ươm của niềm hy vọng. Để nhìn vào đó, chúng ta có thể những người chung quanh ngỡ ngàng, như thời trong sách Tông Đồ Công Vụ thời đầu của Hội Thánh, khi những người anh em lương dân nhìn vào cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã phải thốt lên: kìa, hãy xem họ yêu thương nhau biết chừng nào. Đó là lời mời gọi mà chúng ta nghe qua lời Chúa hôm nay. Đó là anh em hãy sống giá trị yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu anh em, và đó chính là lệnh truyền của Thầy. Để giáo xứ cổ Lưu tiếp tục bước đi trong ánh sáng của niềm hy vọng, hay còn trong tinh thần của giáo hội hiệp hành, đó là cùng bước đi với nhau, cùng nâng bước nhau, cùng giúp đỡ nhau, cùng có đóng góp những giá trị tốt đẹp
để kiến tạo, xây dựng giáo xứ, xây dựng giáo hạt, xây dựng giáo phận, cũng là xây dựng hội thánh hôm nay trong niềm tin, hy vọng và an bình. Nguyện chúc tình yêu của Chúa trong tâm tình của mỗi chúng ta, trong dân Chúa ngày hôm nay. Cảm ơn Đức Tổng Giuse về sự tín nhiệm đối với giáo họ mà giờ đây trở thành giáo xứ. Cảm ơn các đấng bậc ân thân nhân đã giúp cho những ơn cầu nguyện đặc biệt trước mặt Chúa để dân Chúa Cổ Liêu có ngày hôm nay. Nhưng để lời cảm ơn đó được trọn vẹn thì chúng ta cùng dốc quyết để cuộc đời chúng ta luôn cảm nhận tiếng gọi đầy thân thương của Chúa. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, hãy ở lại trong giáo hội của Thầy, hãy ở lại trong niềm tín thác, tin tưởng và hy vọng. Và đó chính là lời nguyện ước của chúng ta. Nguyện xin phúc lành tình yêu của Chúa lan tỏa trên quý Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ chủng sinh và quý cộng đoàn phục vụ, muôn ơn lành của Thiên Chúa lòng xót thương cùng lúc với sức khỏe, nghị lực, niềm vui và an bình. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng trung tín và giàu tình thương. Trong tâm tình tạ ơn và phúc phát, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Đức Giêsu Kitô là viên đá bị thợ loại ra, nhưng lại trở lên tảng đá góc tường. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục và Linh Mục, trở lên những viên đá sống động để xây dựng hội thánh theo tinh thần phúc âm. Chúng ta hãy cầu nguyện. Giáo hội đang chuẩn bị tiến tới Thượng Hội đồng Giám Mục trên đường hiệp hành. Xin cho hội thánh luôn sống tinh thần hiệp thông và sứ vụ để lan tỏa sứ điệp tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu ơn Chúa. Được nâng lên hàng giáo xứ cũng là đánh dấu sự trưởng thành của một cộng đoàn về đời sống đức tin trong tinh thần xây dựng và hiệp nhất. Xin cho các giáo hội địa phương luôn biết sống sứ điệp yêu thương trong mọi sinh hoạt của giáo xứ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con của giáo xứ. Chúng ta không thể phủ nhận công lao to lớn của các bậc tiền nhân. Xin cho mỗi người chúng ta biết bày tỏ lòng biết ơn bằng việc tiếp tục tinh thần dấn thân phục vụ của các ngài để xây dựng giáo xứ ngày một thăng tiến về đời sống đức tin. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương và ban ơn lành cho chúng con trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con luôn biết trông cậy và tin tưởng để sống hy sinh phục vụ nhằm xây dựng giáo hội của Chúa ngày một phát triển và tốt lành hơn. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa, lãnh trường sinh và chân cứu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần lình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha Tòa Hàn Năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con được danh Cha và là sáng, Chúa Cha chỉ lên, khi Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con rằng Chúa ở lòng nhà.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, y lễ tạ ơn chúng con đã dâng hiến và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban. Đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ ăn say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Đức Cha cùng ăn phép lành cho tất cả. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa từ nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con bổ Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người đồng mang, anh chị em cũng được công thần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con bổ Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong các rửa tội. Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Amen. Con xin kính mời Đức Tổng Giuse, Đức Cha Giuse, Quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn an toàn. Giờ đây với tâm tình tri ân cảm tạ, một vị đại diện giáo xứ có đôi lời cảm ơn quý đấng bậc và cộng đoàn. Con xin kính mời ông. Trọng kính Đức Tổng Giuse, quý Đức Cha, kính thưa quý cha, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý chức tân kiều, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay giáo xứ Cổ Liêu chúng con hân hoan vui mừng vì được quý Đức Cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, đại diện các sư họ, quý ân nhân, thân nhân, quý cộng đoàn về hiệp lâm thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa mừng ngày công bố quyết định thành lập giáo xứ mới và kỷ niệm 100 năm nhà phòng Đức Cha Phêrô Maria Đông. Trước tiên, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân xuống trên giáo xứ chúng con qua sự bầu cử của mẹ Maria và Thánh Giuse Quan Thầy. Dù trải qua bao biết thăng trầm lịch sử với 3 lần xây sửa lại, nhưng hạt giống đức tin vẫn âm thầm và phát triển. Kế đến, chúng con xin thành tâm tri ân Đức Tổng Giuse. Dù phải lo lắng rất nhiều công việc trong giáo phận, nhưng hôm nay Đức Tổng đã về chủ sự thánh lễ công bố quyết định thành lập giáo xứ và kỷ niệm 100 năm nhà phòng Đức Cha. Chúng con kính chúc Đức Cha luôn an lành. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Giuse Quan Thầy ban xuống trên Đức Cha muôn ơn lành phù sát, để Đức Cha chèo lái con thuyền giáo phận luôn được bình an. Bên cạnh đó, chúng con cũng rất vui mừng vì có sự hiện diện của Đức Cha Giuse bề trên giáo phận Đà Nẵng. Vì tình mến thương mà hôm nay Ngài cũng về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Xin kính chúc Đức Cha luôn mạnh khỏe và đầy ơn Thánh Thần, Chúa Thánh Thần để chu toàn trách vụ mà Chúa và giáo hội đã trao phó. Chúng con cũng xin cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha tiền nhiệm, quý cha quê hương, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ và quý cố đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Xin Chúa ban cho quý cha và mọi người nhiều ơn lành của Chúa. Chúng tôi chân thành cảm ơn các gia đình, các ân nhân xa gần đã đóng góp tiền của và công sức trong việc trùng tu nhà Đức Cha. Chúng con cảm tạ cha xứ, chúng con cảm ơn cha xứ Phaolô, cha phó Phêrô cùng thầy xứ, quý sư đã hướng dẫn và hỗ trợ chúng con tổ chức thánh lễ này. Chúng tôi cũng cảm ơn các hội đoàn, các tiểu ban và tất cả những ai đã góp phần trong việc tổ chức thánh lễ hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn quý chức tân cựu, quý hội đồng mục vụ, quý cộng đoàn trong và ngoài giáo hạt, giáo phận đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và chung vui cùng chúng tôi. Điều này nói lên tinh thần hiệp thông, huynh đệ, con một cha trên trời, cùng ăn một bánh, cùng uống một chén, cùng chung vui một niềm tin, cầu chúc mọi điều tốt lành đến với quý cộng đoàn và chúc cho tình huynh đệ của chúng ta ngày càng
thắm thiết trong Chúa Kitô. Chúng tôi cũng cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để chúng tôi tổ chức thánh lễ được diễn ra thật tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúc lành và thưởng công cân xứng cho Đức Tổng, Đức Cha Giuse quý cha và tất cả mọi người. Trọng kính Đức Tổng Giuse, quý Đức Cha, kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn. Giáo xứ chúng con là một giáo xứ mới, còn non trẻ cả về nhân lực, cơ sở vật chất và cả về đời sống đức tin. Vậy xin quý Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ chúng con, để giáo xứ chúng con luôn được lớn mạnh trong đức tin, nồng nàn trong đức mến và vững vàng trong đức cậy. Một lần nữa, chúng con xin tri ân quý Đức Cha, cảm ơn quý cha, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn. Xin chúc quý đấng bậc luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa. Sau cùng, với tấm lòng chân thành và tri ân của chúng con, xin được gói trọn trong bó hoa tươi thắm, xin kính dâng lên đức quý Đức Cha. Xin quý Đức Cha vui nhận và ban phép lành cho chúng con. Xin Đức Tổng Giuse có đôi lời nhắn nhủ tới cộng đoàn Tân Giáo xứ chúng con. Tôi xin cảm ơn tâm tình của vị đại diện cho giáo xứ Cổ Liêu nhân dịp chúng ta dâng lễ tạ ơn và kỷ niệm 100 năm ngôi nhà của Đức Cha Đông. Tôi cũng được biết đến lòng hảo tâm và tình quý mến của cộng đoàn Cổ Liêu đối với giáo họ nhỏ bé thuộc tỉnh Hòa Bình và giáo phận Phát Diệm, nơi có phần mộ của Đức Cha Rơ To Cố Liêu. Thực ra thì ngôi mộ của người đã được chuyển về nhà thờ Sở Kiện là nhà thờ chính tòa cũ, nhưng mà một phần thi thể của người thì như tôi được biết giữ lại nơi giáo họ nhỏ bé này. Cho nên quý ông bà và anh chị em, từ nhiều năm nay, với sự động viên của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cho nên vẫn có được một mối tương quan hài hòa, huynh đệ quảng đại giúp đỡ để giáo họ nhỏ bé nơi mảnh đất Hòa Bình có thể sống đức tin và tiếp tục tri ân, cầu nguyện, noi gương Đức Cha Rơ To Cố Liêu. Người không từ đạo, nhưng cuộc sống của người và những năm tháng cuối đời của người cũng giống như các thánh tử đạo. Ngài phải lẩn trốn ở trên núi, sống âm thầm, cô đơn, chấp nhận mọi khó khăn, nhưng mà vẫn kiên trì để lãnh đạo địa phận trong một cái bối cảnh hết sức phức tạp. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Chúa trả công cho người. Để chuẩn bị sự kiện hôm nay, cha xứ cùng với quý ông bà cũng đã rất vất vả và chu đáo. Sự kiện hôm nay cũng đánh dấu một bước phát triển của cộng đoàn đức tin nơi này. Theo như những báo cáo của cha xứ Hoàng Nguyên, tôi được biết đời sống sinh hoạt của các hội đoàn rất là sốt sắng. Tôi mong ước nhờ sự hướng dẫn của cha xứ, cha phó và nhờ sự đồng hành của quý sơ, các tổ chức đạo, các hội đoàn đạo đức trong giáo xứ cần được tổ chức theo tinh thần của giáo phận, hướng tới những hoạt động truyền giáo và nối kết tình bác ái nội bộ cũng như là đối với những anh chị em khác, những người cùng đức tin cũng như những người không cùng đức tin với chúng ta. Những sinh hoạt của các hội đoàn nói lên sức sống của một giáo xứ. Tôi được cha xứ cho biết là ban kèn của giáo xứ rất phát triển, hơn 80 anh chị em. Cho nên trong thánh lễ chúng ta vừa dâng, thấy anh chị em đội ban kèn có những bài kèn rất là điêu luyện và nghe rất là thấm thía về kỹ thuật âm nhạc cũng như là về kỹ thuật để cử những cái bài nhạc rất là ý nghĩa.
chúng ta có một tràng pháo tay để cảm ơn anh chị ban phần. Nói như thế chúng ta cũng phải nói đến ca đoàn. Tôi thấy ca đoàn trình bày những bài thánh ca rất là sốt sáng. Chúng ta có tràng pháo tay để cảm ơn ca đoàn. Một người đặc biệt mà chúng ta cũng phải nói lời cảm ơn đó là Đức Cha Bản Hương, người con của quê hương, người về đây chia sẻ niềm vui với chúng ta và chia sẻ lời Chúa với chúng ta trong thánh lễ. Chúng ta cảm ơn Đức Cha bằng một tràng pháo tay. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là hậu duệ, hậu thế của các bậc tiền nhân. Chúng ta có bổn phận phải duy trì truyền thống tốt đẹp ấy. Đã nhiều thế kỷ thăng trầm, đã biết bao nhiêu biến cố xảy đến, ông bà, tổ tiên chúng ta vẫn trung thành với đức tin nơi mảnh đất này. Ngày nay vì cuộc sống, nhiều bạn trẻ, nhiều anh chị thanh niên phải rời quê hương để tìm công việc, làm ăn ở những nơi khác. Đôi khi đức tin bị lung lạc, đức tin bị dao động, nhất là sống trong một môi trường mà không có giáo xứ hoặc là không có những hội đoàn để tham gia. Chính vì vậy mà đức tin của chúng ta cần phải được trưởng thành. Để rồi khi đến một cái nơi khác, không có nhà thờ, không có cha mẹ, chúng ta vẫn có thể tự mình tìm đến với những nơi nào, hoặc nếu không có một nơi nào cầu nguyện giáo xứ nhà thờ, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện riêng để cùng kết hợp với Chúa và gặp gỡ Chúa. Chúng ta cũng nghe nói đến năm công nghị của Tổng giáo phận. Năm công nghị mục đích tổ chức là để giúp cho chúng ta canh tân đời sống đức tin. Một đức tin của người tín hữu không phải chỉ là đức tin dựa theo đám đông, không phải chỉ là dựa theo truyền thống cha truyền con nối, không phải một cách miễn cưỡng ép buộc, cũng không phải để lấy lời khen của người khác. Một đức tin trưởng thành là đức tin gặp gỡ Đức Giêsu trong đời và luôn luôn cố gắng để thực hiện những gì Chúa dạy. Trong cộng đoàn của các giáo xứ chúng ta, do hoàn cảnh xã hội khó khăn, thiếu linh mục, thiếu tu sĩ, cùng với những o ép đến từ xã hội và những chính quyền ở một vài nơi, cho nên có nhiều người đã bị dao động đức tin, phai nhạt đức tin, thậm chí đã bỏ đạo. Cũng có nhiều người quan điểm về đức tin, về giáo hội một cách lệch lạc. Cũng có những người có đạo nhưng mà không thực hành những gì mà giáo hội mong muốn. Chính vì thế chúng ta cầu nguyện cho năm công nghị của Tổng giáo phận Hà Nội, và tôi xin mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc về đức tin. Tôi là người có đạo, tôi là người công giáo, tôi tin vào Chúa, Chúa là ai đối với tôi? Tôi tin vào Chúa, tôi phải làm gì để thể hiện đức tin ấy? Tôi tin vào Chúa, trong tình huống này tôi phải làm thế nào? Tôi không thể nào dối trá, hận thù, xung đột, cố chấp như những người không có đức tin. Khi nào chúng ta suy nghĩ được những điều như thế, đức tin của chúng ta được tinh luyện, được thanh lọc và được củng cố. Tôi rất vui mừng dâng thánh lễ hôm nay với quý ông bà và anh chị em. Một buổi cử hành phục vụ nghiêm trang, sốt sáng, ước chi ngày hôm nay tạo một khúc rẽ mới cho lịch sử của giáo xứ Cổ Liêu. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho nhau được muôn ơn lành. Tôi xin kính chúc Đức Cha, kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em, những người đang hiện diện nơi đây cũng như những người hiệp thông với chúng ta bằng tinh thần cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người được bình an, mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui của Chúa phục sinh. Xin cảm ơn. Mời cộng đoàn đứng kết thúc thánh lễ. Lễ xong, cho anh chị em đi bình an.